Sơn Boss, sống và đam mê. Trời ơi, phải tôi không trời? Sao mặt phờ phạc, mệt mỏi, mà mắt nó quầng thâm dữ vậy nè. Trời ơi, nếp nhăn xuất hiện rồi. Tiêu rồi, sao kỳ quá vậy? Ờ, đúng rồi, dạo này áp lực công việc nhiều quá, căng thẳng quá, bị xì chết quá mà. Làm sao đây? Tự nhiên à, bị xuống sắc, bị xuống tinh thần vậy thì làm sao đây? Ôi, buồn quá, buồn ơi là sầu mà. Ủa, hôm nay có việc gì mà ngồi than thở với vậy Khánh? Anh Vũ, em buồn quá à. Có việc gì vậy? Anh ơi, em buồn quá anh ơi. Anh nhìn mắt em coi, nó quần thâm quá chừng luôn á. Em sắp thành gấu panda rồi. Vậy hả? Ừ. À, thôi, bây giờ có việc gì tâm sự nói anh nghe coi. Bữa giờ em thức khuya dậy sớm đi làm, rồi không có thời gian nghỉ ngơi, rồi áp lực công việc, rồi em phải suy nghĩ nhiều về cuộc sống nữa. Cho nên em bị xuống tinh thần, em bị xuống sắc, bây giờ em xấu quá chừng luôn nè. Em soi kiến mà em muốn xỉu luôn á. Anh ơi giúp em đi, anh có thể dẫn em đi đến một cái chỗ nào mà anh quen không? Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nào mà làm đẹp á anh, cho em dạ. Sửa. Ủa, làm gì mà có làm đẹp ở đây? Anh là kiến trúc sư mà, anh đâu có biết cái chuyện mà phẫu thuật thẩm mỹ hay làm đẹp của cánh phụ nữ tụi em đâu. Giờ sao? Anh chỉ có một điều là một cái con người thì khi mà mình cần một cái không gian đẹp, một cái nơi thoáng đãng, một cái nơi trong lành thì mình sẽ thư thái hơn, và lúc đó anh nghĩ là cái chuyện làm đẹp nó không quan trọng bằng cái tâm hồn của con mình được thư thái và mình nghĩ một cái không gian đẹp đâu. Cũng có vẻ đúng ha. Vậy anh có biết chỗ nào mà có thể giúp cho em cải thiện được tâm hồn mình không? Thì anh tự tin anh mới nói vậy với em chứ. À, bây giờ anh sẽ giới thiệu với em một cái không gian mà giống như những lời anh nói hồi nãy, rất là thoáng đãng, rất là nhiều cây xanh và một không gian rất là trong lành. Vậy hả? Vậy mà đi liền đi anh. Rồi, để cho em vô trong đó, em được nghỉ ngơi và em có thể là hồi sức lại nha. Dạ. Rồi, anh em mình đi. Dạ. Khánh thấy một cái không gian rất là trong lành, rất là mát mẻ đúng không? Một phong cảnh rất là thoáng đãng. Đây, cái ngôi nhà này anh định giới thiệu với Khánh, một không gian rất là đẹp. Anh định giới thiệu thôi hả? Đúng anh rồi. Giới thiệu luôn cho rồi chứ định gì nữa? Chút xíu sẽ giới thiệu, bây giờ là định. Anh ơi, khi mà đến đây rồi, đứng ở vị trí này rồi thì Khánh nghĩ rằng là Khánh không thể nào thành gấu panda được nữa. Bởi vì trong cái khuôn viên này, trong cái khung cảnh này nó quá trong lành, nó quá tuyệt vời. Thì Khánh sẽ tự do tận hưởng những cái điều tuyệt vời mà nơi này mang đến cho Khánh. Và cũng rất là tò mò, Khánh được muốn diện kiến cái người đã làm nên công trình này. Rồi, bây giờ anh sẽ giải đáp với sự tò mò của Khánh. Dạ. Anh sẽ mời Khánh vào nhà và gặp một anh kiến trúc sư là người thiết kế công trình này. Dạ. Rồi, anh em mình đi nha. Dạ. Rồi. Đây là anh kiến trúc sư Nguyễn Hoàng Mạnh, là người thiết kế chính của công trình này. Hôm nay Khánh có những cái tò mò về những cái không gian mà cực đẹp như vậy, làm sao để hình thành nên một không gian này, thì Khánh cứ đặt câu hỏi cho anh kiến trúc sư Nguyễn Hoàng Mạnh. Và em cũng xin giới thiệu với anh, đây là diễn viên MC Lê Khánh của chương trình Ngày Đẹp Quỳnh. Chào em, chào Khánh. Dạ, dạ, em xin được chào anh Nguyễn Hoàng Mạnh. Thì anh Vũ có chia sẻ với em là, bởi vì em tâm sự với anh Vũ là dạo này em bị xuống tinh thần nhiều quá, là bởi vì áp lực công việc, em không có được tận hưởng cái không gian sống tuyệt vời. Chính vì vậy thì anh Vũ đã dẫn em đến đây để được gặp anh, được trò chuyện với anh và được nghe anh chia sẻ những cái ý tưởng cũng như là quá trình mà mình có được cái kiến trúc rất là tuyệt vời như thế này. Thì Khánh thấy là không gian ngập tràn cây xanh và thiên nhiên, thì không biết đây có phải là tiêu chí để anh lên cái ý tưởng cho cái không gian này không thưa anh? Trong một cái cuộc sống đô thị hiện đại hiện nay, nhất là cái sự phát triển bê tông hóa thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì cái áp lực mà việc lấy đi của tự nhiên và giữ lại những cái gì đó, cái không gian sống cho con người ấy, là ngày nó đang càng thu hẹp đi. Dạ. Thì chính vì cái yếu tố đó
thì cái vai trò trách nhiệm của công ty chúng tôi là những người kiến trúc sư thì phải nghĩ rằng là làm sao để lấy lại cái sự cân bằng giữa cái không gian đô thị đang bị lấn chiếm bởi bê tông và cái không gian sống thực sự sau khi ngày 8 tiếng mình đi làm về như thế nào. Đó thì cái đó là điều quan trọng nhất của một con người cho dù là anh có phát triển như thế nào chăng nữa. Thì cái kết nối giữa con người và thiên nhiên, đó cái điều mà từ xưa tới giờ mình đã làm. Dạ. Thưa anh, Khánh thấy là cái thiết kế rất là tuyệt vời và những vật dụng trang trí trong ngôi nhà cũng rất là hoàn hảo nữa. Thì Khánh không biết là giữa anh và chủ đầu tư có một cái sự liên kết nào hay là những cái chia sẻ với nhau ra sao để có được cái sự thống nhất tuyệt vời như thế này anh? Thực sự ra mà nói thì khi mà bản thân anh em công ty thiết kế đến đây á, thì đã bị yêu cái không gian này ngay từ đầu. Dạ. Lúc nó chưa có gì hết. Đó thì sau khi mà có bàn với chủ đầu tư rất là nhiều lần thì họ cũng chỉ trong cái vai trò là họ nói là họ cần cái gì. Cần cái gì, họ cần bao nhiêu phòng ngủ, họ cần cái kiểu thiết kế như thế nào. Thì với cái không gian như vậy thì là người kiến trúc sư thì mình nghĩ ngay cái trách nhiệm của mình là làm sao là hòa nhập với một cái chung và trong cái chung có cái riêng. Tức là cái tổng thể đi vào cái chi tiết. Thì từ cái chi tiết nhỏ nhất thì cái phong cách của cái nhà này á, kiểu thiết kế nhiệt đới và hiện đại. Thì mình thấy là mọi cái không gian á, từ phòng khách, bếp, ăn, cái không gian là ưu tiên cho cái cảnh nhìn ra ngoài thiên nhiên. Yeah. Và lấy càng nhiều ánh sáng vào càng tốt. Và nó tạo thêm cái khoảng cách về không gian không giới hạn bởi bức tường. Tức là nó từ cái tường và tới ra tới cái vườn và đi ra ngoài. Yeah. Thì do đó cái đó là một cái sự nhận diện thành công của thiết kế đã kết nối trong và ngoài là không có biên giới. Dạ. Là tận dụng không gian tối đa và đây là một cái phong cách theo không gian mở đúng không anh Vũ? Anh có cảm nhận gì về cái không gian này mà anh đang được ngồi đây ạ? Thì khi mình bước vào đây á, là mình Vũ thấy một điều là rất là thoáng. Tại vì cái không gian xung quanh nó quá đẹp đi. Và một cái lợi thế của căn biệt thự là gì? Ba mặt tiếp giáp thiên nhiên. Thì tất cả những khi mình ngồi ở phòng khách này, từ cái phòng ăn chút xíu mình sẽ tham quan những cái phòng ngủ, thì mình sẽ thấy được cái vẻ đẹp của cái sự mà tiếp xúc ở ngoài thiên nhiên như thế nào. Tất cả những góc nhìn đều hướng ra ngoài thiên nhiên cả, kể cả những phòng ngủ. Thì anh rất ấn tượng với cái nội thất ở trong căn biệt thự này. Khánh thấy từ những cái chi tiết vật dụng, từ những chi tiết tranh ảnh, treo tranh nó cũng khác. Thay vì một bức tranh nó là một cái thôi, nhưng mà ở đây người ta sẽ cách điệu thêm một cái khung gỗ. Thì cái đó là những cái mà trong cái nội thất phải cần phải có. Và cái độ tinh xảo của cái thiết kế nội thất là những cái vật dụng đó. Thì kể cả những bậc cầu thang cũng vậy, có những cái khe mà nó nhìn nó rất là đẹp và nó cũng rất là duyên. Và khi mà có những cái khe đó thì mình sẽ thấy những cái bậc cầu thang của mình nó sẽ nhẹ nhàng đi nhiều. Thì cái đó là những cái đẳng cấp khi mà thiết kế một cái nội thất như vậy. Đúng là người trong nghề nói có khác ha. Khánh chỉ thấy nó tuyệt vời thôi, nhưng mà Khánh không biết là tại sao tổng thể nó tuyệt vời như vậy và những chi tiết đó tại sao nó lại tinh xảo và nó đáng yêu đến như vậy. Thưa anh Mạnh, một công trình thì đòi hỏi là cả một cái sự nỗ lực của rất nhiều người để chúng ta có được một cái công trình hoàn hảo như thế này. Và khi công trình đã hoàn thành rồi thì anh có thể chia sẻ với khán giả của chương trình là anh thích nhất là không gian nào trong ngôi nhà này thưa anh? Đối với không gian này thì rất là đơn giản, nhưng mà làm thì không hề là đơn giản. Nhưng mà mình ra là thấy là khách bếp ăn là mình thích nhất là kết nối hoàn toàn với thiên nhiên. Không gian thứ hai đó là không gian phòng ngủ của ông gia chủ. Thì cái không gian này là cái không gian là mình thấy là view cũng nhìn ra ngoài và có một cái không gian riêng cho chính họ khi họ cần. Mình không biết để thiền hay là hai vợ chồng nói chuyện với nhau. Và đằng sau đó là cái không gian của cái phòng tắm. Ngay chính cái không gian phòng tắm cũng phải tạo ra một cái cách suy nghĩ mới về thiết kế. Ngoài cái việc là không gian thú vị, đơn giản, sạch về đường nét, nhưng cái yếu tố về view nhìn kết nối không gian bên ngoài và bên trong cũng rất rõ ràng.
Đó là hai cái không gian mà rất là tâm đắc của bên thiết kế. Và bây giờ chị Khánh cũng như anh Vũ và khán giả của chương trình rất là nôn nóng muốn tham quan những không gian khác, những không gian đã làm cho anh phải suy nghĩ nhiều và anh đã thể hiện nó ra sao để đúng với những tiêu chí mà gia chủ đã yêu cầu. Và Khánh có thể cùng với anh Vũ và khán giả chương trình tham quan một cái không gian khác được không ạ? Xin mời. Xin được cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Không có gì, cảm ơn hai bạn. Đường là đây anh ơi. Ôi tuyệt vời quá. Cái diện tích đó, nó không lớn lắm nhưng mà có được những cái góc nhìn rất là tuyệt vời và có những cái bố cục làm cho chúng ta có cảm giác là chúng ta đang ở trong một cái khu viên rất là rộng lớn và thoáng mát anh hả? Điều đó chứng tỏ là gì? Không cần một cái diện tích lớn mà phải có đầy đủ tiện nghi. Một cái căn phòng phòng ngủ nó cũng không lớn lắm như thế này, như thế này, nhưng mà nó vẫn có những chức năng của phòng ngủ, những cái ghế sofa để ngồi. Và anh đặc biệt ấn tượng với một phong cách thiết kế như vậy. Vẫn là một cái style là nhiệt đới và hiện đại. Khánh thấy là cái nhiệt đới của cái mảng tường này nó rất là tự nhiên. Có những cái gỗ mà được trao chuốt cẩn thận và có điểm nhấn của nó là những cái thanh gỗ mà nó là thô mộc, thì đó là một cái phong cách mà anh nghĩ là quá tuyệt vời. Và tuyệt vời hơn nữa là cái giường, cái một cái không gian phòng ngủ này nó được nhìn ra một cái terrace, được ngồi chơi và được ngắm cảnh buổi chiều như vậy thì nó còn bằng gì hơn. Hồi nãy anh rất tâm đắc cái câu nói của anh Mạnh, là một cái không gian, cái toilet là cái chỗ đó không phải là để mình vệ sinh nữa. Thì bây giờ anh em mình sẽ vô đó mình xem coi cái toilet nó sẽ như thế nào nha. Khánh thấy trong một cái không gian phòng tắm như vậy là tuyệt vời, có thể là bằng một cái diện tích phòng ngủ bình thường. Nó cực kỳ hiện đại và nó cực kỳ tiện nghi, có những cái khu không gian riêng, khu tắm đứng riêng, khu ngâm mình dưới hồ riêng và kể cả khu đặt xí riêng. Nó rất là đẹp. Tuyệt vời quá anh ơi, đây đúng là một cái không gian để cho người sử dụng và cũng như là chủ nhà có được một cái không gian sống tuyệt vời để chúng ta lấy lại tinh thần và tiếp thêm năng lượng để làm tốt công việc của mình anh hả. Và nếu như mà Khánh có được một cái không gian sống như vậy thì chắc chắn Khánh không thành gấu panda đâu anh ơi. Đúng không? Hồi nãy là anh đã tự tin, anh nói là anh sẽ giới thiệu với Khánh một cái không gian cực kỳ đẹp. Mà khi mà mình đi đến một cái không gian mà phòng ngủ như thế này thì anh thấy Khánh là có vẻ là tươi tấn hơn nhiều như hồi nãy rồi. Dạ đúng rồi, bây giờ Khánh đã tỉnh táo rồi và Khánh có thể tiếp tục làm công việc nữa rồi đó. Thay mặt chương trình, em và Lê Khánh xin cảm ơn anh đã dành thời gian tiếp chúng em và giới thiệu đến khán giả của chương trình Nhà Đẹp Quanh Ta một cái không gian sống rất là tuyệt vời như vậy. Xin gửi anh kỷ niệm chương của chương trình và chúc anh luôn có lửa đam mê với nghề và sẽ làm được nhiều công trình đẹp như vậy nữa. Cảm ơn em và Lê Khánh và chương trình rất là nhiều. Xin được cảm ơn anh đã dành thời gian đến với chương trình và chúc cho anh ngày càng thành công hơn nữa trong công việc của mình ạ. Cảm ơn Lê Khánh. Quý vị thân mến, quý vị vừa đến với chương trình Nhà Đẹp Quanh Ta, mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ chúng tôi xin mời quý vị cùng gửi về email của chương trình Nhà Đẹp Quanh Ta @gmail.com. Xin được cảm ơn quý vị. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn nhãn hàng Sơn Bót đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt quý vị. Sơn Bót, sống và đam mê. Sơn Bót, sống và đam mê.